Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bế mạc hội thi dân vận khéo tuyên truyền xóa bỏ hủ tục phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giao Ban Công tác Biên phòng, Công tác Đảng, Công tác Chính trị quý 3. Ngành kiểm lâm Hà Giang chủ động thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ rừng. Kết quả bước đầu thực hiện thí điểm mô hình vườn cam mẫu gắn với chuyển đổi số tại huyện Bắc Quang. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, chiều ngày 14 tháng 10, tỉnh ủy tổ chức bế mạc hội thi dân vận khéo tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2023. Tới dự có đồng chí Tạ Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Hội thi dân vận khéo tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang diễn ra trong 2 ngày 13-14 tháng 10, gồm 15 đội thi với tổng số 150 thành viên chính thức. Đây là những thí sinh xuất sắc được các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh cử tham dự hội thi cấp tỉnh. Mỗi đội tham gia 3 phần thi gồm chào hỏi, phần thi kiến thức và xử lý tình huống thực tiễn thông qua các tiểu phẩm. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội thi đã mang đến nhiều tiểu phẩm hay, hấp dẫn. Các đội thi đã đưa ra được cách xử lý tình huống, thể hiện được cái khéo, sự sáng tạo trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đưa chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước đến với nhân dân một cách hiệu quả nhất. Hội thi dân vận khéo là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa việc đổi mới phương thức tuyên truyền vận động và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, là dịp để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được rèn luyện kỹ năng tuyên truyền vận động, kỹ năng xử lý các tình huống dân vận ở cơ sở, đặc biệt là kỹ năng thực hiện công tác dân vận khéo trong xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Thông qua hội thi cũng giúp các cấp ngành phát hiện những cách làm hay, sáng tạo, những mô hình điển hình trong công tác dân vận để tiếp tục nhân rộng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi đến từ huyện Mèo Vạc, trao 2 giải nhì cho đội thi đến từ huyện Đồng Văn và đội thi đến từ huyện Quản Bạ. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 3 giải ba, 9 giải khuyến khích cho các đội thi, trao các giải phụ cho đội thi có màn trò hỏi ấn tượng nhất, đội thi trả lời câu hỏi kiến thức hay nhất, đội thi có tiểu phẩm xuất sắc nhất, tuyên truyền viên xuất sắc nhất, thành viên cao tuổi nhất, thành viên nhỏ tuổi nhất tham gia hội thi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác biên phòng, công tác đảng, công tác chính trị quý 3 năm 2023. Trong quý 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, triển khai chặt chẽ, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, đẩy mạnh các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đi vào nề nếp, hiệu quả, thiết thực. Tình hình chủ quyền lãnh thổ, đường biên mốc quốc giới được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã, thị trấn biên giới luôn đảm bảo, công tác sẵn sàng chiến đấu thường xuyên được duy trì. Các đơn vị đã phát hiện xử lý 41 vụ với 125 đối tượng, trong đó khởi tố điều tra 2 vụ, 6 đối tượng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và mua bán người, giải cứu được 1 nạn nhân. Quý 4 năm 2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường chỉ đạo các đơn vị quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác xây dựng đảng, xây dựng đơn vị và công tác quản lý, bảo vệ biên giới theo 3 văn kiện pháp lý, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép qua biên giới trong dịp cuối năm, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực giúp nhân dân phát triển kinh tế, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Chiều ngày 13 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị đối thoại giữa giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo với cán bộ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục. Hội nghị được kết nối trực tuyến với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và các đơn vị trường học trực thuộc sở. Tại hội nghị, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm,
cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tập trung trao đổi, kiến nghị, đề xuất với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về các nội dung, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, chi trả chế độ thêm giờ cho giáo viên, sớm có hướng dẫn tổ chức thi chọn học sinh giỏi các cấp, việc cấp trang thiết bị cho các trường học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, thực hiện các tiểu dự án trong các chương trình mục tiêu quốc gia, việc thi thăng hạng viên chức của giáo viên, công tác xã hội hóa trong các cơ sở giáo dục, thanh toán kinh phí thừa giờ cho giáo viên tiếng Anh, nhà ở bán trú cho học sinh. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp giải đáp làm rõ đối với từng nội dung, nhóm vấn đề, đồng thời đưa ra những giải pháp trong thời gian tới để triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm học. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp ngành khác, Sở sẽ phối hợp với các cấp ngành liên quan để kiến nghị tháo gỡ khó khăn, đảm bảo chế độ chính sách cho giáo viên. Ngày 13 tháng 10 tại huyện Mèo Vạc, Ban Quản lý Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đã mở lớp tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên Địa chất Toàn cầu cho học viên ở 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Trong thời gian một ngày, các học viên được truyền đạt một số kiến thức như giới thiệu chung về di sản văn hóa, di sản địa chất, di sản tự nhiên, trách nhiệm cộng đồng với công viên địa chất, công tác phát triển du lịch trên vùng công viên địa chất, công tác bảo tồn và phát huy giá trị công viên địa chất. Ngoài ra, lớp tập huấn còn đi thực địa tại các điểm di sản để tìm hiểu về giá trị văn hóa truyền thống, đời sống sinh hoạt của các dân tộc trên vùng công viên địa chất. Thông qua tập huấn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản cho các học viên khi trở về địa phương tham mưu cho các cấp, các ngành và chính quyền địa phương có nhiều giải pháp bảo tồn, tôn tạo các giá trị di sản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư trên vùng công viên địa chất. Qua đó nêu cao ý thức, trách nhiệm, bảo vệ, giữ gìn và khai thác nguồn lợi từ công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn một cách bền vững. Ngày 13 tháng 10, Trung tâm Khuyến Đông tỉnh phối hợp với huyện Đồng Văn đã tổ chức tổng kết mô hình thí điểm trồng hoa hướng dương gắn với du lịch tại xã Phố Cáo. Với mục tiêu đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của giống cây trồng mới đối với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng trên địa bàn các huyện vùng cao gắn với du lịch nhằm tạo ra sản phẩm phù hợp với thị trường, vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn đã được Trung tâm Khuyến Nông tỉnh lựa chọn để tiến hành trồng thí điểm 1 hectare hoa hướng dương. Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ cây sống đạt trên 95%, cây sinh trưởng và phát triển tốt, hoa to đẹp, tỷ lệ hạt mẩy cao, năng suất ước đạt 30 tạ hạt 1 hectare một vụ. Trước khi tổ chức thực hiện mô hình, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh đã khảo sát tại một số xã và chọn triển khai tại xã Phố Cáo vì đáp ứng đầy đủ tiêu chí như tập trung là điểm thuộc vùng du lịch trọng điểm của huyện, có giao thông thuận tiện trong quá trình triển khai thực hiện, tham quan nhân rộng mô hình. Là huyện sản xuất nông lâm nghiệp trọng điểm của tỉnh, những năm qua huyện Bắc Quang đã phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để xây dựng đa dạng các chương trình, mô hình phát triển kinh tế, nông, lâm nghiệp. Trên địa bàn huyện hiện nay có nhiều mô hình kinh tế, nông, lâm nghiệp hiệu quả, mang tính liên kết, tạo ra sản phẩm hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân. Để thúc đẩy phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm, ngoài việc triển khai theo chính sách chung của tỉnh, huyện Bắc Quang cũng đã linh hoạt trong lãnh đạo chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế và luôn đồng hành sát cánh cùng người dân trong sản xuất để họ được tiếp cận các nguồn vốn cũng như khoa học kỹ thuật, từ đó áp dụng vào sản xuất kinh doanh. Toàn huyện Bắc Quang hiện có 114 mô hình nông lâm nghiệp tiêu biểu có hiệu quả kinh tế trên địa bàn 22 trên 23 xã thị trấn, gồm 34 mô hình trồng trọt, 51 mô hình chăn nuôi, 29 mô hình nông lâm kết hợp, trong đó có 104 mô hình đem lại giá trị thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng, 8 mô hình có giá trị thu nhập từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng và 2 mô hình có giá trị thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Nổi bật như mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm tại xã Vĩnh Hảo, mô hình trồng thanh long ruột đỏ tại xã Đồng Yên, mô hình chăn nuôi gia cầm tại xã Quang Minh. Thời gian tới, huyện Bắc Quang sẽ tiếp tục khai thác tối đa tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng phát triển kinh tế hộ, quan tâm đến việc liên kết và tiêu thụ sản phẩm để thúc đẩy nông lâm nghiệp của huyện phát triển bền vững. Ngày 13 tháng 10, đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn Thực phẩm tỉnh Hà Giang đã đến kiểm tra, hậu kiểm tra công tác y tế trường học, an toàn thực phẩm tại một số trường học trên địa bàn huyện Xi Măng. Tại các trường đến kiểm tra, đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn Thực phẩm tỉnh đánh giá cơ bản các trường đã thực hiện chấp hành tốt các quy định hướng dẫn về công tác y tế trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan được đảm bảo. Bên cạnh việc kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất tại các bếp ăn tập trung, đoàn còn tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, từ đó đã chỉ ra những điểm còn hạn chế,
để các nhà trường chủ động khắc phục. Đồng thời đề nghị các trường cần tổ chức sắp xếp bếp ăn đảm bảo quy tắc một chiều, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực phẩm đầu vào. Việc ký kết hợp đồng mua bán cung ứng thực phẩm phải chặt chẽ, đầy đủ. Tiếp tục thành lập tổ phòng chống thương tích, ký cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Chú trọng việc lưu mẫu thực phẩm, quan tâm đến công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách cũng như việc xử lý, thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường nguồn nước sinh hoạt và các công trình vệ sinh. Trước tình hình nhiều vụ cháy liên tiếp xảy ra tại một số địa phương trong cả nước gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và tính mạng của nhân dân, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang đã phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm nhằm trang bị cho giáo viên và học sinh những kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy. Trường học là nơi thường xuyên tập trung đông người, đặc biệt đối với trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh là nơi có 100% học sinh ở nội trú nên công tác tổ chức phòng cháy chữa cháy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hàng năm nhà trường đã lồng ghép kiến thức về phòng cháy chữa cháy vào giờ học chính khóa, sinh hoạt dưới cờ, tập huấn, hoạt động ngoại khóa, tổ chức diễn tập thực tế giúp học sinh dễ dàng tiếp cận kiến thức cơ bản cần thiết về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Qua những lần được nghe tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy thì cháu thấy rất là bổ ích ạ. Cháu đã có những cái kỹ năng tốt hơn về phòng cháy, chữa cháy. Tiến hành cho học sinh xây dựng cái bản cam kết cho học sinh, tích hợp nhiều nội dung, trong đó thì có cái nội dung cam kết về cái việc phòng chống cháy nổ ở chỗ ăn, chỗ ở và chỗ học tập để nhằm đảm bảo cái việc là phòng chống cháy nổ. Và cũng trong chương trình này thì chúng tôi hàng năm đều có cái rà soát các thiết bị phòng chống cháy nổ để mà kịp thời bổ sung thay thế cũng như là bảo dưỡng bảo trì. Hiện nay toàn tỉnh có 817 cơ sở giáo dục với gần 266.000 học sinh năm học 2023-2024. Với mục tiêu, học sinh cần được trang bị những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy từ trong nhà trường. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu mỗi đơn vị trường học cần phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy với hình thức, nội dung phong phú, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp từng lứa tuổi. Qua đó sẽ giúp học sinh tiếp thu những kỹ năng thực tế để bảo vệ bản thân và gia đình trước những tình huống phát sinh trong cuộc sống. Em mong muốn là sau này em và các bạn đều biết cách thoát hiểm và có các kỹ năng an toàn để phòng cháy, chữa cháy. Xây dựng cái chương trình nội dung sao cho phù hợp hết nhất với các em học sinh, làm sao cho đảm bảo cái an toàn mà các em vẫn học được những cái trang bị được những cái kiến thức biện pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy, các cái cách thông báo khi có sự cố cháy nổ xảy ra và các em học được cái kỹ năng thoát nạn trong môi trường khói khí độc khi mà xảy ra các sự cố về cháy nổ của bạn không. Khi xảy ra cháy nổ, trẻ em thường trở thành những nạn nhân đầu tiên bởi các em không biết cách thoát hiểm cũng như yếu thế. Do vậy, những trải nghiệm thực tế sẽ giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh có đủ kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy, giảm thấp nhất nguy cơ và thiệt hại xảy ra. Ngày 13 tháng 10, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên tổ chức cưỡng chế tháo dỡ hai ngôi nhà sàn xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xóm Nà La, thôn Giang Nam. Trước đó, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Thủy đã có thông báo về các công trình xây dựng sai phạm trên đất nông nghiệp, thành lập tổ tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ công trình sai phạm, ban hành kế hoạch cưỡng chế, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, thành lập các tổ và thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định. Trong quá trình xã Thanh Thủy tổ chức cưỡng chế, hộ gia đình ông Vũ Hồng Quảng và ông Phạm Công Vũ đều vắng mặt. Đây là hai trong những ngôi nhà được dựng lên từ 3 năm trước với mục đích để chờ đền bù của nhà nước. Đến nay, xã Thanh Thủy đã tháo dỡ được 40 nhà, trong đó có 36 nhà tự tháo dỡ, 4 nhà buộc phải cưỡng chế. Hiện còn 14 nhà chưa tháo dỡ. Xã Thanh Thủy phấn đấu đến hết tháng 11 năm 2023 sẽ tháo dỡ xong toàn bộ các ngôi nhà xây dựng trái phép. Những hộ cố tình không tự tháo dỡ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, việc kiểm soát rác thải nhựa và túi ni lông đang trở thành vấn đề môi trường cấp thiết hiện nay. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tăng cường chỉ đạo, yêu cầu ngành chức năng cũng như các địa phương vào cuộc quyết liệt và có các giải pháp đồng bộ, quyết tâm hành động bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, túi ni lông trên địa bàn tỉnh. Trung bình, mỗi ngày thành phố Hà Giang phát sinh hơn 70 tấn rác thải rắn sinh hoạt cần phải thu gom xử lý.
Hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý lượng rác thải sinh hoạt, đặc biệt là rác thải nhựa, chủ yếu được thực hiện bằng hình thức chôn lấp. Đến nay, việc phân loại rác thải tại nguồn vẫn chưa được triển khai quyết liệt nên việc xử lý cũng còn gặp nhiều khó khăn. Nhu cầu cuộc sống càng ngày càng cao thì lượng rác thải rất là nhiều. Ni lông rồi thì vật liệu cứng, tất cả các loại là họ vẫn đổ lẫn lộn cho nên là rất là khó phân loại. Để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp tại các điểm du lịch nghỉ dưỡng, thành phố Hà Giang đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành ký cam kết bảo vệ môi trường đối với các cơ sở kinh doanh về làm tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, đặc biệt là túi ni lông, các loại đồ nhựa dùng một lần. Tăng thời lượng dành cho việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục về pháp luật bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường sống tới các hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn và cộng đồng. Trước đây cửa hàng Joy có sử dụng về các cốc nhựa, hiện nay đã chuyển đổi sang cốc giấy và thìa gỗ để đảm bảo vệ sinh môi trường. Để giảm thải xả rác ra môi trường nên mình rất hạn chế các sử dụng túi ni lông. Toàn bộ các túi đựng của mình là bằng giấy, có thể dễ phân hủy mà vừa thân thiện với môi trường mà vừa tác động đến đồ ăn, thức uống thì nó không có chất độc hại. Thực hiện chỉ thị số 1867 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh, các sở ngành đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn về phân loại rác thải tại nguồn, nâng cao ý thức thu gom rác thải một cách khoa học, khuyến khích sử dụng các vật liệu có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện với môi trường trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế, kết quả giảm thiểu rác thải nhựa và túi ni lông vẫn còn khá khiêm tốn. Chính vì vậy, để bảo vệ môi trường một cách bền vững, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển, cần sự quyết liệt hơn nữa và sự quan trọng nhất là sự chung tay, đồng lòng của mỗi người, mỗi ngành, mỗi địa phương bằng những hành động cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, Hà Giang là tỉnh có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn với trên 567.000 hecta. Thời gian qua, ngành kiểm lâm tỉnh đã chủ động số hóa các hoạt động giám sát, quản lý, bảo vệ rừng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp lực lượng kiểm lâm dễ dàng phát hiện những biến động của rừng và đất lâm nghiệp với độ chính xác cao. Địa bàn xã Kim Thạch, Kim Linh, huyện Vị Xuyên có diện tích rừng lớn gần 4.900 hecta. Địa hình núi cao, chia cắt, nhưng chỉ có bộ kiểm lâm địa bàn nên gặp nhiều khó khăn trong công tác tuần tra bảo vệ rừng. Nhưng từ khi ứng dụng công nghệ số, mọi thông tin đều được tích hợp trong điện thoại thông minh với đầy đủ tính năng cần thiết. Thông qua các phần mềm đã giúp kiểm lâm địa bàn có thể định vị vị trí, theo dõi bản đồ quy hoạch ba loại rừng và diễn biến rừng. Đối với công tác theo dõi diễn biến rừng, kiểm lâm địa bàn thì cũng có rất nhiều những tiện ích. Ví dụ khi kiểm lâm địa bàn có thể qua app đó kiểm tra các lô rừng có đầy đủ các thông tin về lô khoảnh tiểu khu và chủ rừng, hiện trạng rừng đều thể hiện trên cái app đó, nên là phục vụ rất nhiều cho cái công tác theo dõi diễn biến rừng cũng như là kiểm tra ngăn chặn tình trạng phá rừng. Tỉnh Hà Giang có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên 576.000 hecta, cao nhất vùng Đông Bắc, đứng thứ 12 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Diện tích rừng lớn, lưu lượng kiểm lâm mỏng nên ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, bảo vệ rừng là một trong những khâu đột phá của ngành lâm nghiệp. Đặc biệt hiện nay, kiểm lâm tỉnh đang áp dụng công nghệ tự động dự báo nguy cơ cháy rừng gồm 5 cấp dự báo. Qua đó, phát huy tính hiệu quả trong việc phát hiện, triển khai biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp. Việc ứng dụng các app trong công tác phòng cháy, chữa cháy thì đã góp phần truyền tải thông tin kịp thời các cái điểm có nguy cơ cháy, cũng như thông tin cấp dự báo cháy cho đến các cấp chính quyền, các cái lực lượng đang tham gia bảo vệ rừng cũng như trực tiếp bà con sinh sống gần rừng. Thế thì thông qua đó người ta phát hiện sớm hoặc là người ta nhận biết được các cái nguy cơ sớm thì đưa ra các biện pháp về phòng cháy cũng như là hoặc là cái cảnh báo cháy thì đưa ra các cái lực lượng, huy động lực lượng để kịp thời dập tắt đám cháy. Nhờ các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý bảo vệ rừng, từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phát hiện 178 điểm nghi cháy, 16 vụ cháy rừng, 137 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp,
xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt trên 750 triệu đồng. Đối với lâm nghiệp thì cái việc ứng dụng công nghệ số thì hơn bao giờ hết có ý nghĩa rất quan trọng, bởi lẽ rằng cái diện tích và cái địa hình hết sức hiểm trở, dùng sức người, thủ công thì quản lý gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên là ứng dụng nhiều cái thành tựu của khoa học kỹ thuật thì tất cả những cái diện tích rừng trên địa bàn tỉnh có nguy cơ xảy ra cháy, xảy ra phá thì chúng tôi đều quản lý được từ ảnh vệ tinh, và từ đó sẽ kịp thời thông tin cho kiểm lâm địa bàn, chính quyền sở tại và chủ rừng để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn xử lý kịp thời. Với những hiệu quả mà chuyển đổi số mang lại, thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục đưa việc ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao chất lượng quản lý bảo vệ rừng. Bởi khi sử dụng các phần mềm quản lý hiện đại tiên tiến đã cung cấp thông tin, số liệu tin cậy, kịp thời, chính xác, góp phần giúp lực lượng kiểm lâm quản lý, đề xuất các giải pháp, chính sách về phát triển lâm nghiệp phù hợp với tình hình thực tiễn. Nhằm định hướng cho người dân trồng thâm canh cam theo quy trình áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, từ năm 2023, huyện Bắc Quang triển khai thí điểm mô hình vườn cam mẫu gắn với chuyển đổi số tại một số xã trọng điểm về trồng cam như Tiên Kiều, Vĩnh Hảo, Đông Thành, Việt Hồng với tổng diện tích là 21 hectare. Gia đình anh Đặng Văn Phong, thôn Giản Thượng, xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang là một trong những hộ tham gia thực hiện mô hình vườn cam mẫu gắn với chuyển đổi số. Vốn có nhiều kinh nghiệm trong trồng cam sành, nên khi tham gia mô hình này, những kỹ thuật như cắt tỉa, tạo tán, bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo quy trình hay sử dụng phần mềm quản lý, truy xuất nguồn gốc được gia đình anh Phong thực hiện thuận lợi. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như các ngành trực thuộc thì hỗ trợ cho gia đình sản xuất vườn cam mẫu theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm để đưa cho người tiêu dùng đạt được cái chất lượng cao nhất. Thế gia đình tôi thì nhận thấy từ năm 21 đến bây giờ, tôi nhận thấy là cái việc trồng cam theo xây dựng cái vườn cam mẫu này là một cái việc làm rất là thiết thực. Tuy nhiên là gia đình phải bỏ ra nhiều công sức hơn, nhưng là làm được những cái trái cam đảm bảo chất lượng nó được nâng lên. Vụ cam năm 2023, gia đình anh Đỗ Tiến Mạnh, thôn Tân Thành, xã Đông Thành trồng gần 3 hectare cam vàng. Do được chăm sóc tốt nên sản lượng cam năm nay tăng đáng kể, ước đạt 120 tấn. Thời điểm trung tuần tháng 10, cam vàng đang chuẩn bị được thu hoạch. Vì vậy, anh Mạnh và con gái thường xuyên chụp ảnh vườn cam, livestream để cho khách hàng được nhìn thấy những hình ảnh chân thực nhất về vườn cam và chất lượng cam của gia đình mình. Ngoài ra, trên diện tích gần 3 hectare trồng cam của gia đình, anh Mạnh đã lắp đặt hệ thống camera an ninh, thực hiện giám sát các khâu trong quy trình sản xuất cam. Tôi xây dựng vườn thì từ năm 2011 cho đến 2017 thì tôi chuyển đổi sang trồng và chăm sóc theo hướng hữu cơ. Thì tôi thấy nó cái kết quả đem lại cho tôi, bây giờ cây của tôi xanh tốt, quả to, mẫu mã, hình thức, quả đẹp. Năm 2023 là năm đầu tiên huyện Bắc Quang triển khai thực hiện mô hình vườn cam mẫu gắn với chuyển đổi số tại một số xã điểm trồng cam của huyện như Tiên Kiều, Vĩnh Phúc, Việt Hồng, Đông Thành với tổng diện tích là 21 hectare. Với các tiêu chí rất cụ thể, đó là cùng giống, diện tích tối thiểu phải trên 3 hectare, thuận lợi đường giao thông, có sơ đồ vườn, sản xuất phải theo hướng hữu cơ thân thiện với môi trường, có liên kết sản xuất, có tem truy xuất. Đây chúng ta xác định đây là cái hướng đi mà mới cũng như là cái hướng đi mà bắt buộc phải hướng tới trong cái ngành sản xuất cái cung muối của địa bàn huyện. Thì ngoài cái việc mà chúng ta chăm sóc theo đảm bảo đúng theo các quy trình về kỹ thuật như là việt gáp và hữu cơ thì nó còn hướng tới cái việc là chúng ta ứng dụng cái khoa học kỹ thuật cũng là chuyển đổi số vào trong cái sản xuất thì nó nâng cao cái giá trị sản phẩm cũng như là nâng cao cái quảng bá cái hình ảnh cũng như là để nhiều người biết tới cái sản phẩm cái cam sành Hà Giang. Huyện Bắc Quang phấn đấu sẽ trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Vì vậy, việc triển khai xây dựng mô hình vườn cam mẫu gắn với chuyển đổi số và các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu gắn với chuyển đổi số là một hướng đi đúng đắn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và đẩy nhanh việc hoàn thành các tiêu chí của huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.